như đã hứa với bà con thì em thắng hôm nay lên một lô mận hồng mt hay còn gọi là mận đỏ đài loan phải nói là đẹp xuất sắc giá tốt cây đẹp à, đầu tiên nè để bà con ta dễ nhận dạng mình xem cái lá quay à, gần camera lá mận hồng mt lúc nào nó cũng có sắn qua một bên có thể nó sắn qua bên phải có thể nó sắn qua bên trái trên một cái cây về là phải có lá sắn nha bà con rồi có những lá nó cũng ngay những lá này nó hơi ngay nè mấy lá này sắn hết nè cô chú thấy không đó là cái đặc trưng đầu tiên cái đặc trưng thứ hai lá non lúc nào ra là cũng màu xanh nhạt cho dù non cỡ nào nó cũng không đỏ nha bà con màu xanh nhạt là hai đặc trưng quan trọng nhất cô chú đã mua cây giống này của bên em hoặc bên nào mình xem thử coi nếu nó không có hai đặc trưng này là người ta giao cho mình chưa đúng giống à, cây chất lượng đợt này xong lấy cây này hơi bự bà con coi nè quá từ cao quá từ bự luôn để à, cây này cũng vậy luôn đây bà con xem vô cái bảng nha em phải tìm cây nhỏ mới được đẹp không bà con ơi Đó, em để qua bên này em tìm cây nhỏ coi chứ em thắng bán là à, không muốn bà con nói là khi mà quay á quay toàn là cây đẹp lúc giao giao cây xấu em không muốn điều đó đó cũng có cây xấu nè ừ. nhưng mà số lượng này nó ít nha chứ không nhiều gần như lô này đẹp quá bà con ơi cũng cao cũng đẹp luôn Nói chung là xuất sắc à trời ơi thì em thắng thông báo giá luôn cho cô chúng ta mình dễ lựa chọn Một cây như thế này Em tính bà con là 90 đồng 5 cây em sẽ bao ship tới nhà Dưới 5 cây bà con trả giúp em 30k ship Cây nào cũng đẹp hơn Giờ em lựa cây xấu quay cũng khó nữa Và đặc trưng cây này là nó sẽ cho trái quanh năm nha Dễ đậu trái lắm Em có một anh khách ảnh trồng xong ảnh phó mặt cho trời bà con biết á tới lúc mà nó ra bông nó đậu nhiều quá ảnh đi thăm vườn nó gãy nhánh luôn tại vì cái cây nó quá nhỏ nó cho trái rồi anh mua chừng 8 tháng à là nó cho trái rồi thì cây nó nhỏ mà cái 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 bông nó gan nhiêu nó đậu hết nhiêu anh không có lãi á bà con mốt để ý nha giống này nó đậu năng suất cao nên bà con chúng ta sẽ lãi bớt cho nhẹ cây À, chất lượng tuyệt vời em sẽ ship tới nhà cho cô chú